Chào mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách thụ phấn cho cây ngô. Và cái cây ngô hôm nay mà mình sẽ thụ phấn đó chính là cái cây này, cây bắp đầu kem Victorian Crown. Và bên cạnh của cây bắp đầu kem này thì mình đang trồng đó là cây bắp máu. Và hai cái loại bắp này thì mình đã giới thiệu cho các bạn trong một cái video trước đó. Mình có giới thiệu sơ qua rồi về hai cái loại bắp này. Và hôm nay thì mình sẽ thụ phấn cho cây bắp này các bạn nha. Thì cái việc thụ phấn cho cây bắp đó các bạn, nó sẽ giúp cho trái nó được đầy nè và nhiều hạt hơn, nó tránh cái tình trạng là cái hạt bắp nó hay bị thưa. Cho nên là hôm nay mình sẽ thụ phấn để cho trái bắp nó được đều và đầy hơn nha. Các bạn thấy cái hạt phấn của cái cây bắp nè các bạn. Và nếu mà mình không có thụ phấn thì cái bông phấn nó rơi xuống cái trái cái bên dưới này á, nó cũng rơi xuống, nhưng mà nó rất là ít, cái tỷ lệ của nó rất là ít, cho nên là mình phải thụ phấn thêm cho cái cây bắp. Tại vì mình đang trồng ở trong nhà lưới các bạn, hiện tại thì mình đang ở trong những cái nhà lưới ở tại vườn Oma Farm. Có 3 cách mà Vi thường hay sử dụng để thụ phấn cho cây bắp. Cách đầu tiên thì mình sẽ cầm cái cây giống như là mình... Cách đầu tiên thì giống như là gió thôi các bạn. Gió thường nó rung cây như thế này thì nó không đủ nè. Các bạn có thể thấy bông phấn đang bay xuống nè. Thì mình sẽ cầm cái thân này và mình rung xuống thôi, cho cái bông phấn này nó sẽ rơi vào cái trái cái dưới này. Nó sẽ rơi xuống ở dưới này thôi. Mỗi một cái nách ngô mình thấy nó ra một trái nè. Mình sẽ rung cây như thế này. Đó, cái bông phấn đang bay xuống. Mình sẽ rung cây nhẹ như thế này. Thì ưu điểm của cái cách đầu tiên này các bạn, thì mình thấy là nó áp dụng cho các cái khu vườn lớn này, các cái nông trại hay là các farm á, thì nó sẽ rất là dễ để mà mình thực hiện. Tại vì cái việc là này thì nó cũng khá là đơn giản nè và nó nhanh. Nhưng mà cái việc mà cái hiệu quả của cái bông phấn mà nó rơi xuống cái nhụy thì nó sẽ giảm hơn, cái tỷ lệ nó sẽ giảm hơn một tí so với các cái cách còn lại. Cách thứ hai này nha các bạn, thì mình sẽ ngắt cái bông phấn ở trên này luôn. Mình sẽ ngắt một cái bông phấn ở trên này. Mình sẽ thụ phấn cho cái bắp bên dưới. Và mình sẽ dùng cái trực tiếp cái bông phấn như thế này và mình gõ lên cái rô bắp nha các bạn. Mình gõ nhẹ nhẹ lên cái rô bắp này nè. Thấy, bông phấn nó đang ra và nó bám vào cái rô bắp nè. Mình sẽ rõ cho từng trái, từng rô bắp như vậy. Thì cái cách này nó sẽ hiệu quả hơn với cái cách đầu tiên. Tuy nhiên là cái thời gian mà mình thao tác mình thực hiện thì nó sẽ lâu hơn các bạn. Và nó sẽ không có phù hợp với các cái khu vườn lớn, ruộng bắp hay là ở nông trại. Thì cái cách này thì nó rất là lâu. Cách thứ ba đó chính là mình sẽ dùng một cái tờ giấy này các bạn. Mình sẽ dùng một cái tấm giấy và mình làm nó thành giống như hình cái phễu vậy đó. Cái tấm giấy này thì mình sẽ làm giống như một cái phễu để mà mình hứng cái nhụy hoa, nhụy hứng cái nhụy phấn. Đây, mình sẽ làm như thế này. Sau đó thì mình sẽ lấy phấn nè. Ồ, các bạn thấy phấn bay không? Mình lấy vào đây phấn. Đây các bạn. Xong rồi mình sẽ thả nó vào cái rô bắp này. Đó. Thì cái ưu điểm của cái cách thứ ba này, cái cách mình lấy này là mình có thể hứng được trọn cái phấn hoa ở trên và mình đưa vào từng cái rô bắp như vậy. Thì cái rô bắp nó sẽ được lấy trọn cái phấn luôn các bạn. Cái tỷ lệ của nó, hiệu quả của nó rất là cao. Và cái cách này thì cũng thích hợp dùng ở trong các cái nhà lưới, vườn ươm hay là những bạn mà mình trồng cái diện tích là bắp nhỏ ở quanh nhà đó. Và đó là ba cách mà mình có thể sử dụng, và các bạn có thể lựa chọn một trong ba phương pháp trên để áp dụng cho phù hợp với khu vườn của mình. Và các bạn cùng chờ đợi kết quả của trái ngô này trong một video tiếp theo các bạn nha. Nhớ follow mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.